Chào anh em nhé. Bữa nay mình lấy cái con này đi tập đánh đất nha anh em nhé. Mình không cho nó bắt bối đâu. Bối về thì mình căn anh em nhé. Căn bối nó vào gần á. Và mình sẽ hỗ trợ nó nha. Đuổi nó đi nha. Không nó sẽ đá lụt những cái con mà nó yếu là nguy cơ bị bể đấy. Đây đi tập thôi, tập cho nó vài lần anh em ạ. Qua mùa sau nếu được ấy, thì hạ đánh đất, không còn không có rồi đang tập đánh cây nhé anh em nhé. Con này mồi cây thôi. Hôm nay con này thì bắt đầu thấy nó căng căng một xíu, nó lì. Thì đánh cây thì ok rồi đó, còn thả đất thì biết như thế nào. Nhưng mà hôm nay mình đem đi tập nha, mình căn hộ nó. Nhưng mà con bổi nó vào gần đó, mình sẽ hỗ trợ nó nha. Để hỗ trợ đuổi cho nó không có đá rồi, hoặc là không có đuổi con mồi ha. Mồi nó chạy, ví dụ như con mồi nó sợ, nó hoảng, nó chạy ấy, thì không có cho nó đuổi mồi. Mình dậy mình xua nó đi cái là nó chạy đi, cho nó vài lần vậy ấy, là con mồi nó cảm giác như nó thắng ấy, thì nó sẽ dần dần nó sẽ quen nhá. Chứ một lúc đánh ngày thì cũng có con đánh được nhưng mà có con không anh em nhé. Để mình ký thì sẽ không bị hỏng chim. Còn anh em mà chơi ẩu quá thì hỏng chim mất con mình nuôi nhé. Đấy. Rồi, tới nơi mình sẽ quay cho anh em xem nhé. Tập thả cho nó quen anh em ạ. Kêu không kêu thì cũng không cần thiết. Để nó nghe với chim bổi là được rồi. Nghe thấy chim bổi thì nó quen dần. Chứ không phải là nó thả xuống đất là nó kêu ngay đâu. Có con nó kêu, có con nó bị sợ. Sợ rừng, sợ đất. Thank you.
Bổ nó xuống cho mình không cho nó bắt anh em ạ. Cho nó bắt là sợ nó bị hoảng, nó bị sợ. Mới thả đất lần đầu. Cho nó nghỉ anh em ơi, cho nó về. Bữa nào lại đi đánh tiếp, đi chơi tiếp. Bữa nào lại cho nó đi tập tiếp anh em ạ. Tập đất anh em ơi. Tập đất nha. Ồ. Kiếm gì chả. Nó đi về. Cho nó về.